Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh không về ăn cơm thì anh phải gọi điện báo chứ. Có mỗi cái gọi điện mà không làm được. Tại sao phải thông báo với cô hả? Kiểu gì tôi cũng về nhà ăn cơm, không việc gì phải báo điện thoại gì hết nhá. Đương cái gì? Đi làm, ngày nào cũng kêu là đi làm. Đi làm mà lướt gướt như thế thì đi làm hay là đi nhậu? Ai bảo tôi lướt gướt, tôi đang đi rất nghiêm chỉnh đây. Mà cô nói ý tôi nhá, cô là rất hay dựng chuyện đặt điều cho tôi đấy. Công việc đầy ắp trong này này, đừng có đùa. Thế tôi ở nhà tôi chơi à? Bây giờ anh muốn cái gì anh nói thẳng ra đi. Tôi không muốn gì hết, tôi muốn cô hiểu rõ về bản chất con người tôi. Nào cũng nghĩ chồng đàn đúng rượu chè. Tôi nói cô biết, cô bỏ ngay cái thái độ đi, cô im ngay đi nhá. Anh... bao nhiêu nhỉ? Đúng là ngày 17 rồi. Dạ. Hoa hồng phấn á? Đúng rồi, cái màu đấy em thích nhất ạ. Vâng, anh nhớ địa chỉ nhà em chứ ạ? Vâng, thế anh gửi nhá. Em ở nhà chờ ạ. Dạ, em chào anh. Đi làm đây. Vâng, anh đi làm ạ. Chúc em ngày càng xinh đẹp, đảm đang, mãi yêu em. Chúc em ngày càng xinh đẹp, đảm đang, mãi yêu em. Lấy gì đây? Anh làm cái gì đấy? Làm cái gì à? Cô nhìn đi. Đây. Làm cái gì à? Nhìn đi. Nhìn đi. Mà yêu em à? Gì đây? Cái gì đây nữa? Thằng nào làm cái chuyện này? Bày trò gì đây? Tại sao đến cái ngày kỷ niệm ngày cưới mà anh còn thế nhở? Tôi làm cho anh chứ làm cho ai nữa? Ngày cưới nào? Tên hoa kỷ niệm ngày cưới không phải là do anh đặt à? Cái gì? Cô bị hâm à? Thì sáng nay, anh Huy chủ phòng hoa, anh ấy còn gọi cho tôi bảo là anh đặt hoa mà. Anh đặt? Điên à? Gọi xem nào. Thôi, anh không phải gọi nữa. Tú, ra đây mẹ hỏi. Có phải con bày ra cái trò này không? Con không muốn bố mẹ cãi nhau đâu. Thì ra con đã đập lợn, lấy tiền mua những thứ này à? Tiền trong lợn là để mua giày ba tanh cơ mà. Con không cần giày ba tanh. Con muốn bố mẹ vui vẻ bên nhau cơ. Con nhìn thấy trong lịch hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ. Đấy, anh thấy chưa? Được rồi, được rồi. Bố mẹ sẽ không cãi nhau nữa nhá. Con trai, bố mẹ hứa bố mẹ sẽ không cãi nhau nữa. Bố sẽ mua cho con lợn khác để con tiết kiệm mua giày ba tanh nhá. Vâng ạ.